Hello, xin chào cả nhà. Và lời đầu tiên thì xin phép xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe và một lời chào đầy phúc, nhất là tất cả các bác tài máy cày của chúng ta. Thì trong thời gian gần đây thì rất đông các bác tài cũng đang hỏi về vấn đề xe máy cày, thì có những người bán và người mua. Thì Lê Tuấn cũng xin mạn phép, tức là quay những chiếc xe mà ai mà cần bán và ai cần mua thì cho Lê Tuấn số điện thoại. Và hoặc là xem kênh thì có xe mua bán thì chúng ta thuận mua vừa bán, hoặc là không cần cứ thích cái nào thì điện cho Lê Tuấn quay kỹ lưỡng, và chúng ta không phải đi đến nơi mà chúng ta chỉ cần biết là điện cho Lê Tuấn là Lê Tuấn đến để quay đưa thằng lại rồi chúng ta xem hoặc coi trong video này. Thì Lê Tuấn rất cảm ơn rất nhiều những người cũng đã đồng hành và cũng đã ủng hộ kênh của Lê Tuấn. Thì Lê Tuấn có động lực thì Lê Tuấn xin cảm ơn cả nhà trước. Rồi mong cả nhà like cho Lê Tuấn và coi như là đăng ký kênh. Và để xem cái nào lựa được cái máy cày nào thì Lê Tuấn đi tìm. Thì qua video này thì ngày mai, à ngày mốt thì có một chiếc đầu Belarus này nè. Và có một dàn cày và một dàn khoan. Thì chủ cần bán thì coi chủ coi ở trên kênh. Thì chủ có xin số điện thoại và gọi cho Lê Tuấn thì bảo là gửi qua Lai Dô. Thì ngày mai, à ngày mốt thì Lê Tuấn đưa cái đầu Belarus đó và dàn chảo. Tức là đầu và chảo nha. Máy cày đầu và chảo. Đấy. Và coi như là đưa lên. Và ai ưng thì chúng ta sẽ coi như là điện cho Lê Tuấn và mua. Thì chủ kêu là 80 triệu. Nha. Chủ kêu máy xăng nổ tốt. Và chủ kêu là 80 triệu. Cái một dàn cày và một dàn khoan lỗ. Đấy, và cái đầu MBZ. Đấy, thì mai người ta đi quay xong người ta gửi qua lại rồi Lê Tuấn đưa lên. Thì mong cả nhà chúng ta ai mà thích dàn cày và đào lỗ thì chúng ta mua về. Còn đây thì hôm nay là chúng ta là một chiếc Belarus 1025. Cái chiếc này hôm trước thì Lê Tuấn cũng đã mua cái chỗ công ty này của bà này quay rồi. Thì chiếc xe này hôm nay là gặp nhau ở đây. Thì vừa nãy có gặp chủ. Thì chủ nói là chiếc xe này vẫn đang làm tốt. Nói chung là chưa vấn đề gì. Mua 220 triệu. Đấy. Mua 220 triệu thì với một chiếc xe kia. 5.000 kia. Đây nè. Chiếc xe 5.000 đây là bữa trước cũng 220 triệu. Đấy. Thì cái chiếc 500 kia là 220 triệu. Thì cái ông này ông mua luôn. Đấy. Rồi, và chiếc này. Chiếc Belarus này là bớt được 10 triệu. Đấy. Là chỉ có 201 thôi. Thế nói vậy. Đấy, thì coi như đã mua về và coi như đang đậu đây. Và buổi chiều. Lúc này là đã 5 giờ rưỡi rồi. Thì Lê Tuấn lên đây thì ghé lại quay luôn cho cả nhà chúng ta xem. Tức là chỉ quay xem chứ chiếc xe này cũng không bán. Đấy, nhưng mà xem để cho vui. Thì cái xe mà người ta gửi cho Lê Tuấn là cái đầu mà có cái dàn cày và dàn khoan lỗ. Thì nó như cái này. Nó như cái đầu này. Đấy. Thì ngày mốt Lê Tuấn úp lên thì ai ưng thì lấy 80 triệu còn thương lượng. Đấy. Đến nó như cái đầu này. Cái này có cái tu bin này và có dàn hơi này. Và nó có turbo này. Turbo. Và cái bên này rút này có turbo này, 1025 này, turbo. Đấy mới là turbo, đây không? Nhìn này có turbo này. Là nhớt phải là nhớt cao cấp. Nó có turbo. Đấy, có cabin. Đấy, xe này có cabin này. Đấy. Đấy. Còn cái dàn của nó thì rất chỉ là ấy. Đây dàn đang còn dàn ấy luôn và đấy, mọc rất chỉ là khô ráo, cao cao ráo luôn. Đây mọc hình đài tuyệt vời luôn. Còn ở đây là mọc là dài 4 mét, cao 2m2, rộng 2m3. Đấy mọc toàn bộ mọc cái nhanh nhất của chất tộc. Ở đây ai mà có mua ấy thì bán luôn cái này nè. Của cả cặp ấy luôn, cặp cánh cửa. Còn chỗ này thì bà sản xuất toàn bộ là rác không quý vị. Toàn là rác 200-300 tấn một ngày. Khu vực này. Cái xe đó là cái xe 5.600 của bà mua đó. Về đó luôn.
Hôm nay thứ hai thì lúc này xe về hết nghỉ rồi. À, đây cũng có mấy cái xe. Đây. Ở đây nếu như hôm nào mình đi quay các cái loại xe nào mà đi quay mà ai có nhu cầu thì nha, mua cái gì ở bên này cũng nhiều xe lắm. Đấy, máy móc nữa. Đấy. Đấy, thì cái này cũng cái vừa nãy vừa về xong, cái này cái 5.000, cái kia cũng 5.000 kìa. Bữa trước mình có nói với cả nhà chúng ta là hai cái 5.000. Đấy, một cái 5.000 đây nè. Đây nè, đây cái 5.000 nè. Và đây cái 5.000 đây nữa nè. Đây cái 5.000 nè, phô 5.000 luôn. Đấy, phô này, đây 5.000. Hai cái 5.000 luôn, đấy. Đấy. Đấy, 5.000. Dưới kia đấy đang làm. Ở đây cũng cái 5.000 luôn. Đấy. Đây có 5.000 này, đây. Đấy, nằm ngay góc đây luôn rồi đó. Đấy, giấu đây luôn rồi đó. 5.000. Đấy. Rồi nhá. Thì cũng như thôi thì Lê Tuấn cũng xin dừng tại đây. Và cũng thông báo với cả nhà chúng ta là có một cái đầu MBZ máy cày nha. Đầu cày, cả chảo, cả khoan lỗ, giá 80 triệu. Đó, ngày mốt Lê Tuấn úp lên video, mong cả nhà chúng ta theo dõi, nếu ai lấy được thì lấy. À, còn thương lượng nha. Ok, và Lê Tuấn xin dừng ở đây, xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc khỏe. Và một lời chào Trần Đại Phúc, và nhớ bấm like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin cảm ơn.